Xin chào độc giả của Soundstar. Hôm nay thì chị rất vui có dịp được đứng đây và nói chuyện với mọi người như thế này. Như mọi người được biết thì chị đã bén duyên với siêu mẫu Việt Nam từ 2008 với danh hiệu là giải đồng siêu mẫu. Và kể từ đó thì công việc người mẫu của chị có nhiều tiến triển hơn và thuận lợi hơn. Và song song đó thì cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho chị hơn nữa. Mọi người cũng biết đến chị với một cái vai trò ngoài người mẫu thì chị có cơ hội được lớn sân qua là diễn viên. Chị nghĩ là tất cả những thứ này nó đều có một khởi điểm từ siêu mẫu Việt Nam và chị thực sự rất biết ơn vì điều đó. Con đường Minh Triệu đang đi, nó là một con đường không dành cho số đông. Một khi Triệu đã xác định con đường mình đang đi và mình cứ như thế thì mình không có gì hối hận cả. Nếu như khán giả nào thật sự yêu mến phong cách của Minh Triệu, yêu mến con người của Minh Triệu thật sự rất biết ơn về điều đó. Khoảng thời gian trước, anh Tiệp là người đăng ký cho Triệu đi thi siêu mẫu. Nếu như không có anh Tiệp đăng ký thì thực ra Triệu nghĩ với tính cách của mình, Triệu sẽ không bao giờ lấn sân vào lĩnh vực này. Nó có vẻ trông phức tạp đối với con người của Triệu. Nhưng bây giờ khi Minh Triệu đã sống trong môi trường đó, Minh Triệu đã biết được nhiều thứ hơn, trải nghiệm hơn, thì hóa ra mọi thứ nó lại đơn giản hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng. Đến với cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2008, bản thân Minh Triệu là một trang giấy trắng. Trước đó Minh Triệu cũng chưa hề biết catwalk là như thế nào, cũng chưa hề có trải nghiệm đứng trên một cái đôi giày cao gót, cảm giác nó ra sao. Đến với siêu mẫu Việt Nam đồng nghĩa với việc là bản thân Minh Triệu sẽ đặt ra những thách thức mới. Ngày đầu tiên tự mình đi mua một đôi giày cao gót, mình còn không biết được rằng catwalk không thể đẹp trên một đôi giày đế xuồng. Anh Tiệp đã tặng cho Minh Triệu một đôi giày gót nhọn để mình có thể tập catwalk. Số 3 điểm là một giải đồng siêu mẫu Việt Nam. Bản thân Minh Triệu rất trân quý danh hiệu này. Trong thực tế có rất nhiều cuộc thi cũng như rất nhiều sân chơi cho các bạn có đam mê người mẫu, nhưng chỉ duy nhất cuộc thi siêu mẫu Việt Nam các bạn mới được chính thức công nhận là một siêu mẫu. Và Minh Triệu hy vọng qua lần đổi mới format lần này thì siêu mẫu Việt Nam sẽ thực sự mang đến cho mọi người một làn gió mới. Nhìn lại lịch sử của siêu mẫu Việt Nam thì đó đều là những cái tên có chất lượng trong ngành công nghiệp thời trang. Chính vì vậy mà chị hy vọng là tất cả những bạn trẻ thực sự có đam mê với thời trang thì sẽ tham gia cuộc thi với quyết tâm, chứ không phải như Minh Triệu của năm 2008 tham gia với tư tưởng đó chỉ là một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ. Nếu các bạn quyết tâm càng cao thì tin rằng kết quả của các bạn sẽ càng tiến xa hơn. Bản thân những bạn yêu thời trang hoặc những độc giả quan tâm tới thời trang, nếu có xem tin tức, mỗi người cũng đều có những nhìn nhận đánh giá riêng của họ về hai chữ người mẫu. Và rõ ràng hai tiếng người mẫu được sử dụng một cách rất dễ dãi. Đôi khi bạn chỉ cần tham gia một shoot hình, bạn chỉ cần tham gia vài show diễn thì đã có thể nhận một danh xưng là người mẫu, nhưng sẽ không ai gọi bạn là siêu mẫu. Chỉ khi bạn hoạt động một cách bền bỉ, làm việc một cách chuyên nghiệp và được giới chuyên môn công nhận khả năng, năng lực của bạn, vị trí của bạn, thì chỉ lúc đó danh xưng siêu mẫu mới xứng đáng dành cho chính những thành quả cố gắng của bạn. Bản thân Minh Triệu cũng đã may mắn được nhận khá nhiều lời mời tham gia cuộc thi quốc tế, nhưng Triệu đã từ chối và Triệu không tham gia. Nên Triệu nghĩ đến thời điểm này thì mình sẽ chuyên tâm để chinh phục những sân chơi mới hơn, chứ không phải là những đấu trường quốc tế. Triệu đang có khá nhiều đam mê dành cho điện ảnh. Ngoài thời trang thì điện ảnh đang là một mối quan tâm khác mà Triệu đang muốn chinh phục. Có thể trong tương lai mọi người sẽ thấy Minh Triệu nhiều hơn ở một vai trò là diễn viên chẳng hạn. Bản thân Minh Triệu là một người thích tự do tự tại và thích làm những điều thoải mái. Trong môi trường là một cuộc thi, Triệu không cảm thấy thoải mái thực sự để cho mình phải dấn thân vào những cuộc tranh giành đấu đá. Chính vì vậy mà từ sau siêu mẫu Việt Nam, Triệu từ chối khá nhiều cuộc thi quốc tế. Triệu chỉ đơn thuần muốn phát triển kỹ năng người mẫu của mình.